Ngày 3 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội, Vietinbank và Aeon Hewitt Singapore đã tiến hành ký kết hợp đồng và khởi động dự án khảo sát hài lòng và gắn kết nhân viên Vietinbank, dự án ESS. Kết quả triển khai dự án ESS năm 2016 đã mang lại những ý nghĩa, giá trị tích cực cho Vietinbank. Với giải pháp mang tính toàn diện, đa chiều từ trụ sở chính đến chi nhánh, đã góp phần đáng kể trong quá trình nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết nhân viên. Kết quả thực hiện đến nay được các đơn vị toàn hệ thống đón nhận, đánh giá và triển khai rất tích cực, đồng thời nhận được sự quan tâm sát sao của ban lãnh đạo Vietinbank. Từ những thành quả trên, năm 2018, Vietinbank tiếp tục lên kế hoạch triển khai, thực hiện khảo sát lần thứ hai. Sau thời gian đánh giá, Vietinbank đã lựa chọn Aeon Hewitt Singapore là đơn vị tư vấn triển khai dự án ESS lần 2. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietinbank, Giám đốc dự án ESS cho biết, Vietinbank sẽ dành sự quan tâm tối đa đối với quá trình triển khai, thực hiện dự án, đồng thời cam kết dành những nguồn lực tốt nhất để có thể dự án được triển khai thuận lợi và đạt kết quả cao nhất. Bà Trần Thu Huyền đề nghị các cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị trong Vietinbank tích cực tham gia dự án và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia theo đúng thành phần, đồng thời có những đóng góp ý kiến để đảm bảo dự án mang lại kết quả cao nhất. Tại buổi lễ, đại diện Vietinbank và Aeon Hewitt Singapore đã tiến hành nghi thức ký kết hợp đồng và khởi động dự án. Với dự án ESS lần 2, Vietinbank kỳ vọng tạo được những bước đổi mới trong công tác cán bộ, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của hệ thống. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.